Thưa quý vị, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều năm nay, câu lạc bộ Uống nước nhớ nguồn 1000, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, với phương châm nhiều nhỏ góp lại thành to, tạo nguồn kinh phí chăm lo cho các gia đình chính sách. Sau khi về hưu chú mới có cái nghĩ cái tư tưởng mà lời dạy của Bác Hồ, coi gia đình thương binh liệt sĩ là ân nhân của mình. Chính từ cái tư tưởng quan điểm đó mà chú đề xuất cái thành lập câu lạc bộ nước với nguồn 1000 để lo cho các gia đình chính sách. Câu lạc bộ này thể hiện với uống nước với nguồn đền ơn đáp nghĩa, thể hiện cái tấm lòng sâu sắc là phải nhớ đến công lao của những người đã hy sinh. Từ ý tưởng đến sự trăn trở rồi hành động ngay. Nhờ thế mà ở vùng quê xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu sớm có một câu lạc bộ uống nước nhớ nguồn 1000 đầy ý nghĩa. 1000 là số tiền rất nhỏ bé, thậm chí chưa đủ để mua một chiếc bánh mì. Thế nhưng nếu đều đặn mỗi ngày mỗi người đóng góp 1000 đồng, các hội viên câu lạc bộ uống nước nhớ nguồn 1000 đã tích tiểu thành đại, quyên góp được từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Và nhờ vào số tiền này mà nhiều gia đình chính sách ở địa phương đã có thêm sự sẻ chia, giúp đỡ. Có thể nói, những hành động, việc làm của ông Tư Lạc dù nhỏ nhưng đã thể hiện hết cái tâm, cái tình của người đảng viên, người cựu chiến binh, hết lòng vì đồng đội, vì nhân dân. Cũng nhờ chú Tư đó mà được cái nhà hồi đó gách nát phải không? Bây giờ nhờ chú Tư đó hỗ trợ được bên câu lạc bộ cho được cái nhà thì cũng mừng. Rồi cho được cái tủ thờ, hồi đó không có cái tủ thờ để thờ, bây giờ có cũng mừng. Như là cảm ơn anh Tư cao lục bộ. Khởi điểm từ năm 2012 với số lượng thành viên khá khiêm tốn, nhưng đến nay câu lạc bộ Uống nước nhớ nguồn 1000 đã lan tỏa rộng khắp đến mọi đoàn thể, cán bộ, viên chức trong toàn xã Long Điền Đông A nói riêng, huyện Đông Hải nói chung. Tôi lấy cái nòng cốt là cái những người hưu trí để vận động trước, sau đó vận động trong cấp ủy, rồi ủy ban, rồi đến các cái đoàn thể, đến thầy cô giáo, rồi đến gia đình chính sách. Thì nói chung qua cái vận động mình đặt ra cái mục đích yêu cầu, nội dung ý nghĩa thì nói chung đa số ta rất đồng tình ủng hộ cái câu lạc bộ này. Hơn 8 năm nay, câu lạc bộ Uống nước nhớ nguồn 1000 vẫn hoạt động bền bỉ và ngày càng hiệu quả hơn. Đúng như tư tưởng của Bác Hồ, coi việc quan tâm tới thương binh, gia đình liệt sĩ phải là nghĩa vụ, trở thành một phong trào sâu rộng, gắn với trách nhiệm của đảng, nhà nước, các tổ chức, các đoàn thể và các tầng lớp đồng bào. Không phải là việc làm phút theo thời vụ mà phải giúp lâu dài, chứ không phải chỉ giúp một thời gian. Vì thế, ông Tư Lạc và câu lạc bộ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Thủ tướng Chính phủ tuyên dương tập thể cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.